quăng ra cho đỡ nó. Trời ơi, chết rồi, Má 20 kg thiệt rồi. ơi, nhiều dữ Gì vậy? vậy? Đến kênh Người Bà Rịa TV nha cả nhà. Nay anh em mình đi ra bè lấy tấm lưới cá này quánh vòng vòng bè nha, quánh kiếm giác cá liệt với cá đối gì nha cả nhà. Con nào dính bắt đó luôn nha cả nhà. Giờ anh em mình đến đánh điểm này luôn nè, cặp bè ở luôn. Rồi mình chèo lên đây mình thả xuống nha cả nhà. Đây có là có cái ghe này chèo nó to to nhưng mình chèo nó cũng nhẹ lắm. Phía sau là căn gian bếp của anh em mình nha cả nhà, thường xuyên chế biến ẩm thực trên đó cả nhà. Thì anh em mình ngồi là rai trên đó đó. Đây là bè của bạn Khánh nuôi hào nha cả nhà. Giờ bắt đầu là mình thả tay lưới xuống nha cả nhà. Chưa dễ rối nha. Tay lưới này là chuyên đánh gì bạn Khánh? Cá liệt hả? Lưới này dính nhiều cá lắm, cá liệt, cá đù. Con này dính được cái dính thôi. Nhưng nó chiên về cá đù, cá liệt. Mỗi loại lưới mỗi kiểu ha. Cá bình thường nó hay vô với vòng vòng mấy cái lồng bè, gần mấy cái lồng bè này ăn nồi đó nha. Ăn rong, ăn vi sinh vật. Quá trời luôn. Phía sau là những anh em đang thả hào đi thu hoạch. Lúa này bủa cho nó bủa cho nó thẳng thẳng căng lưới ra, cá nó đỡ gối. Cá nó có nhiều gỡ cũng mạnh. Đây, chị Tiên đang giặt đồ đó nha. Sống trên bè gói gọn cái căn nhà vậy thôi mà đầy đủ tiện nghi cả nhà. Có toilet chịu view. Hai tay lưới này chắc cũng gần 100 mét nha cả nhà. Đây mình ảnh được tốt với kia lên 100 mét. Bữa nay thu hoạch được khoảng 20 kg nữa không Khánh? Bữa trước anh Sang mới thả lưới xong bắt được 20 kg cá liệt cả nhà, chúng ổ. Nên bữa nay anh em mình đi làm clip quay cá thả cá liệt tiếp, hên hên biết đâu được trúng nhiều cá liệt, quay cho cả nhà xem cho nó đã nha. Thì kéo 20 ba chục ký nó sướng ha, có điều gỡ hơi đuối. Cái này là hết lưới cả nhà, mình lấy con dây mình buộc lại đó, xong rồi buộc vô cái chai nước nha cả nhà. Cái chai này là mình thay vì cái pha quá, tại vì nó không có cái pha quá, buộc cái chai nước này tính xích cổ chó nè lại. Mình thả xuống, giờ mình ngâm nó đi, ngâm nó mình chạy mình đập gõ lóc cóc lên ke vậy á. Đây là hào đá hay là hào sữa vậy anh? Mong cho nó chết bớt sữa, mấy đợt rồi hào nó cũng giống dày á, chết thì vừa chết thì là mấy cái kia là cái hàng ở dưới này anh chứ không chết, mà chết hàng ở trên đầu nè. Trên đầu nó bị ép này, nó vô nó ép này không lắm được, còn ở dưới nó vô này dưới nó bung ra, bung được nó chảy á, nó bung ra nó nằm cộng nó ngon hơn. Đầu cứ 1 tháng đến 2 tháng là nó dễ xiên đi nó đỡ bên trong. Nhưng vừa rồi anh hai thằng đã
Hello cả nhà nha. Giặt lưới, tay lưới của mình nãy mình bủa, mình ngâm cũng được 20 phút nha cả nhà. Lâu, thời gian lâu lắm rồi á. Giờ mình ra mình cái phao nè, cái nước nè. Giờ ra mình chụp cái phao này, mình lôi lên nha cả nhà. Ê chà. Mở cái phao luôn, đó mở ra luôn, quăng ra. Trời ơi, chết rồi. 20 ký thiệt rồi. Má ơi, nhiều gì dữ vậy? Trời ơi. Gì trời? Chưa gì mới đâm lên nó vậy ơi. Gì trời? Chưa được nói kịp nói gì luôn á. Bao tay đâu mà ruộng trời. Quá khủng khiếp. Gì trời? Trời ơi. Cá ra cả nhà. Bữa nay chắc 20 ký thiệt rồi cả nhà ơi. Cái này mà cá không? Cái này hên dính con tôm tích vô hài nữa là trúng đủ luôn á. Ủa quá trời luôn, cái nhà đã chưa? Nãy mình ngâm nước chảy rau rau vô nè. Ủa cá mập ghê không? Có con tôm tích vô hài á, nó bu vô. Hồi bữa trước hôm qua cũng làm được một con tôm chum luộc ăn rồi. Đã vậy? Ừ. Quá trời luôn cả nhà, cá mập dở lắm. Cá này. Ôi ôi quá trời luôn, cá dính kéo không nổi luôn cả nhà ơi. Nặng tay luôn á. Quá trời quá đất luôn. Quá khủng khiếp. Ôi nó nặng. Đâu ngoài này kéo cho nó sập ngực. Kiếm gì đồ bổ xíu đi, toàn là cá liệt không. Con tôm tích bự bự vô luộc ăn cũng được. Có lý ha. Rồi cả nhà nhìn nè. Tôm tích đâu tôm rồi? Tôm tích. Ôi cá rồi cả nhà. Nó dính nè. Cái lưới này gỡ. Thờ luôn. Đừng ghẹ. Đừng ghẹ cho nha ơi. Dã man. Này cá liệt này gỡ xong dắt lưới này là bỏ lưới luôn, không hả? Có nấu nướng gì, nấu ăn gì được luôn, hết thời gian luôn. Quá trời luôn. Nó vô mùa hay sao mà nó nhiều dữ vậy bạn Khánh? Hả Khánh? Thì mùa này mùa của nó mà. Là khoảng bao nhiêu lâu nữa là hết mùa rồi bạn Khánh? Cũng tầm tháng 4. Tháng 4 hả? Khi mình đánh nhiều quá nó cũng hết, dù quánh vét này xong rồi trước sau thì nó cũng giảm lại, hoặc là quánh chỗ khác, nếu quánh luôn chỗ này thì nó giảm lại. Hôm qua anh Sang đánh ở đâu mà được 20 ký? Quánh trên này. À, bên đường khác. Ôi quá trời luôn cái trời. Quá khủng khiếp. Không còn gì để bàn nữa. Mấy bạn nào ăn cá liệt là liên hệ mình nha. Mình ship về nha. Cái này hút càng nhiều. Trời ơi, quá trời. Nó ở gần mấy cái lồng bè này cả nhà, nhiều lắm. Đi theo luồng ha Khánh ha. Ôi quá trời luôn, sinh sôi để nổi. Bữa nay trúng cá liệt rồi cả nhà ơi. Ngán cái là gỡ thôi à. Ngán gỡ thôi chứ. Cá vô mùa này nó đã lắm cả nhà. Cá này ăn được cực kỳ béo luôn nha cả nhà. Vậy kiếm ăn lắm cả nhà ơi. Nấu canh phớt rồi. Cứ thả giặt lưới xuống là đến chiều, gỡ đến chiều. Cứ thả giặt lưới xuống là gỡ, xong về nhà ăn được mấy buổi luôn cả nhà. Ôi quá trời luôn. Ăn được một tháng. Thiệt cái chứ ha. Cá này phơi khô được không Khánh? Được. Ôi gỡ cũng nhiều rồi. Dã man. Cái gì được một con cá mớm. Có khác giống loài nó rồi. Đi thứ bầy nhiều quá ha. May là hồi nãy mình không có đập gõ đúng không Khánh? Nếu đập gõ ra nhiều nữa ha. Nói chung mà mình ngâm nó cũng tác dụng cũng giống như đập gõ thôi. Do nước này đang là nước rong, nước đẹp á. Nước nó xuống là mình mới đi đánh cá này được hả bạn Khánh? Nó nước càng cạn thì nó càng nhiều. Nó gom lại đúng không? Nước bên đây là nó gom lại nha cả nhà. Nghĩa là nước nó xuống á, ngoài sông mình
mấy cái ở dưới đáy là nó rồi lên luôn. Bình thường là nước nó ngập lên tuốt ở trên cái lá xanh đó cả nhà. Bữa nay nước xuống sâu nên là mình đi đánh cá liệt này là ngon cả nhà. Quá trời luôn, trời ơi, mấy chục ký. Này nhắc nhở tới chiều. Bóng. Một em cá bóng hả Khánh? Ừ, bóng với con ghẹ đỏ nữa. Này không có dính đồ bổ. Này mình vô mình tập hợp mấy anh em lại, mấy ông anh mình, mấy anh gỡ phụ. Cái này nếu mà ngoài một mình gỡ chắc cũng đầm tới chiều vậy. Giờ chưa gỡ xong đến chiều. Đây thành quả của bạn Khánh đánh lên nha cả nhà. Này chắc hơn 10 ký cả nhà. Dũng sĩ diệt cá liệt. Gỡ. Giờ ngồi gỡ hơi đuối. Quăng cá liệt ơi, Đạt ơi. Nè có anh bơ gỡ phụ. Với anh trai áo xanh. Cái vụ mà giá hồi bữa là tao có mua rồi mà. Nồi bún chân giò rồi, giò heo á. Nay mình đang gửi cá liệt, mình lấy mớ vô mình bầm, quyết định bầm mình để mình làm chả cá liệt ăn với bún giò heo luôn cả nhà. Này mình bầm xong rồi bắt đầu nêm nếm gia vị mình muốn chiên lên ăn với bún hoặc là kho ăn cũng được nữa. Đã thịt không nhỏ nhỏ mà thịt khó lấy từng con bầm. Cứ đỡ một cái bầm nó nhảy hết. Bây giờ làm món này lần nào chưa bạn Khánh? Ăn mỏi miệng. ăn biết ngán quá. Mình chuyển đổi, mình đổ qua món khác. Kho rồi nấu canh. Biết ngán. Lúc này mình về nhà thì mình làm ngon. Mình có cái... có xay thịt xay cá bỏ vô xay, còn ngoài này không có thì mình xay bằng cơm cũng được, mấy chạy bằng cơm. Mệt mệt đó nha, ăn nhanh làm lúc nào cũng cực á. Mấy cá này để kho ăn ngon. Giờ khởi bầm á là bầm sẵn rồi, sáng mai ra chợ Phúc Nguyên. Cái chỗ mai xay của đồng á. Dạ. Kêu nó xay xong rồi mua dưới thịt đi dùng vô luôn cho nó xay chung luôn. Dạ. Anh con nó giờ đang là hai con bằng hai cái đó mình sẵn mình mua thịt cái mình bỏ vô luôn anh ha, nó ngon đúng không anh? Rồi mình khoảng cái bầm. Dạ. Đi ra về chợ Phúc Nguyên á, mua có chỗ người ta xay của đồng á. Dạ. Này chắc chịu khó làm rồi, mai hôm nay về đem ra xay. Cá liệt giờ xong rồi nè, giờ mình tính công đoạn quết nha, muốn càng dai thì nhờ cái quết này nè, mình đi nếm một tí gia vị nha, tí ngọt, miếng đường nữa, mình cho muỗng đường nè, cho nó, mình làm nó cũng lạc lạc nha cả nhà. Miếng cà no. Rồi, bắt đầu là chà chanh giả tay là cá giả tay nha. Quết này cả nhà. Quết giả hay lắm.
Đây này có bạn nào mua phá nè, chạy chân chạy tay với chạy xuống giả này ngon. Này hành lá mình sắc sẵn nha, rồi mình bỏ vô một giả thì nó sẽ nát hết hành lá. Thì khi nào mình nó nhuyễn thì nhuyễn á, mình muốn đổ vô một giả rồi mình trộn thôi á. Cái này chắc giả cũng 7-9 lần á. Cái liệt giả nãy giờ xong rồi nó nhuyễn ra, bắt đầu là mình cầm cái chày á, vừa theo cái thành nè, quét thì nó tăng độ dai nhiều. Mình giả xuống xong mình kéo ra, giả xuống kéo ra nha cả nhà, chứ không phải dặm bầm như đâm muối nha. Quết thì nó mới dai Phan Khánh. Đó, hay là nó tăng độ dai từng cái nè. Giờ bắt đầu mình sẽ cho hành lá vô. Nó có màu mè nha. Mình bắt đầu mình quết lại một lần nữa cho nó chia đều hành lá ra. Làm xong nha cả nhà. Rồi, là ok đó. Giờ lấy cái muỗng rồi mình ém nó vô, chế nó vô ăn cho nó đỡ dính cái nồi nè. Dính dữ quá. Quét lại, nó ra cục cục rồi đó. Cái liệt anh Sàng với anh Bơ cũng gỡ gần xong rồi cả nhà. Quá trời luôn. Đánh lẹ gỡ đuối luôn anh à. Không mà em thấy quết cái chả cá nhìn thịt miếng thớ thịt nó hấp dẫn ghê á. Dạ. Cá mà bầm luôn cá xương ăn cũng ngọt hơn. Dạ. Ngọt hơn là cái thịt. Xương cá này nó cũng nhỏ giống cá chích vậy á. Nhà em thích ăn cái cá chích lắm. Bọc nguyên cá xương cũng ngọt. Dạ. Cá chích xương nó mềm hơn cá này. Dạ. Cái cá này nha. Khi chiên nó mình ép nó. Lấy cái bọc này nè. Chế nó dầu vô. Chà chà. Nó dính cá. Thấy không? Đường đó. Này sắn một cục. Mình chậm đi. Mình mới mía mẻ nè. Rồi bỏ vô dưới giữa nè. Nhìn giống như con chuối vậy, chú chi vậy. Vậy mà em xuống. Cho nó có độ dày nhất định nha. Cái mỏng quá, nó dày luôn. Dầu nó cũng sôi nha, nha. Ép một cục bánh nè. Nó tròn lại, nó nhỏ hơn lưới, cái đầu nha. Mình bỏ chả mình chiên nha. Chắc mình hạ lửa lại á, cho nó riu thôi. Để mình lấy lửa chiên hai miếng rồi, cái thấy nó thiếu gì á, cái mình vô nhớ là thiếu tiêu. Hên á, chứ chiên hết là cái ăn nó không ngon lắm. Nói chung là tốt miếng tiêu vô cho nó ngon nha cả nhà, thơm. Nó vừa thịt độ cũng lên lại. Là cá rồi, có miếng tiêu nữa cả nhà. Ừ. Thơm á. À giờ được á, cái đầu mình ép lại nha cả nhà. Đó hai miếng mình chảo à. Không sao. Cái như bạn cái hơi mỏng quá, đúng không? Đó là phải cái mỏng gì? Ráng mỏng cho nó chín. Đây cả nhà, quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Bắt đầu nó lên tiếng xèo xèo. Rút. Chà. Đó, vàng lên rồi cả nhà. Dẫn không? Thơm á.
chuẩn bị vô làm một tô bún giò heo, xong sắt mấy miếng chả cá lên. Chả cá liệt nha cả nhà. À, thấy nó cũng dai dai nè. Cái thịt bình thường ăn nó béo mà chả cá nó còn độ béo của bạn Khánh. Ừ. Ăn đi rồi biết hả bạn Khánh. Ăn có gì béo thôi chứ nó không có, tính ra nó không có độ dai bằng mấy cái kia. Cái kia người ta có, cái măng cái rồi nó có độ dai. Cái này nó không có độ dai. Nó được vô bản phong thần rồi đúng không? Điều mình là mình chế biến mình kia nó ngán quá, cái mình mới chuyển qua mình làm chả cá mình ăn, chứ mình nấu canh với kho hoài ăn vì chán. Mình muốn kho cái loại này nè, làm cái bánh nhỏ này nè, cái mình chiên lên xong cái mình sốt cà, kho sốt cà vậy đó. Nhưng mà 2, 4, 5, 6, 7 cái, 7 cái này là cũng được nồi gà chả cá kho đó. Đây còn được một cái nữa ha. Này đông anh em chắc mình chiên mình ăn bún hết luôn nha cả nhà. Bữa nào ra có kho. Nè. Nó vàng lên cả nhà. Tao không thích nấu tôm không, bỏ vô trái qua mà nấu riêng nó hoài luôn. Đảo qua. Nó chả cá rồi, tô lên rồi dịch của ba đi. Mày chiên sơ rồi, nấu canh ăn cũng ngon. Giờ mà đẩy này xuống nha, mình lấy cái dĩa mình đưa ra, làm tô bún ăn trưa luôn cả nhà. Mới dớt ra xong một mẻ là giờ bắt đầu bỏ mẻ thứ hai vô. Cái này cũng chiên ăn bún luôn nha cả nhà. Thì mình hôm nay không có nấu cơm, bún hết luôn cho ăn không vậy á, có cảm giác cá chiên tự nhiên, cá tươi lên làm cho cá tại chỗ ăn vậy nó mới tự nhiên chất lượng á. Rồi mình cắt ra nha cả nhà. Chắc là bế tô bún ra cái mình xếp lên cái mình ăn được với bún nha cả nhà. Cái này mình trộn với bún nước tương ăn cũng ngon ha bạn Khánh ha. Đúng không? Trộn bún nước tương dưa leo, nước tương tỏi ớt cả nhà. Ngọt. Đã thôi đã mấy miếng này mình thêm tí mắm bằm nữa thôi ha. Hấp dẫn cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Thôi chắc tương vô làm tô bún ăn luôn á. Rồi mình đang chiên cá nha cả nhà, vừa ăn vừa chiên nha cả nhà. Nay đánh được mất cái liền giờ làm chả luôn nha cả nhà. Đó, chiên chả lên nè. Đó, gấp giờ mình gấp chả mình bỏ vô cái tô bún nè. Đó, sáng nấu được cái nồi bún giò heo nè. Đó, giờ mà cả nhà ăn bún giò heo với chả cá liệt cùng mình nha cả nhà. Rồi, gấp bỏ nhà, vô nha. Vô dùng buổi với anh em mình nha. Cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Đây đúng giờ heo nấu canh củ cây đỏ nè, củ cây trắng nè, chặt cá nữa, cá liệt, chặt cá liệt tươi nóng hổi luôn, ăn tận bếp luôn, nhiều quá mát luôn cả nhà, giòn ngon, mọi nhà, tươi, vừa bắt lên là nóng ăn tại chỗ cả nhà, miếng nào chín rồi mình ăn luôn cả nhà. Đây tô của mình nha cả nhà. Đây bạn Khánh múc cho mình tô móng quá, giò đã không? Mọi cái cá vô nè cả nhà. Mọi cả nhà vô dùng buổi anh em mình nha. Lời cuốn lời cuốn. Quá lời cuốn cả nhà ơi. View này ăn chấm nước mắm bao phê luôn. Chả cá chấm nước mắm. Chiên lên. Này chấm nước ớt cũng được nha, mà để mình ăn bún mà bỏ vô đây á. Chấm nước mắm thôi nha. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Chả cá luôn. Bơ. Mới nay lòng quá trời. Đường miếng chín nữa là vớt lên ăn luôn cả nhà.
cái miếng này chín nè. Bấm đầu tại chỗ luôn nè cả nhà. Tôi bấm tại chỗ luôn bạn Khánh ơi. Cục luôn đi. Cục như đá. Giờ mình sắc lên nha cả nhà. Thật là cứ bự quá nóng lắm. Hồ mặt kìa. Bốc khói lên thật. Thôi khói như nút. À, ngon vậy nè. Giờ mình chấm nước mắm nha. Quá hắn đậu quá. Đã cả nhà. Ôi, nóng quá. Chả cá liệt ăn nha cả nhà. Cá liệt béo béo. Chả cá này ăn đúng nó có độ béo rồi cả nhà. Nhưng mà tính là độ dai nó không bằng mấy cá khác đâu. Đúng rồi, nó không có độ dai bằng mà nó có độ béo ha. Nó có mùi đặc trưng. Mà ai mà muốn dai á, bỏ tí bột luôn nha. Được được. Cái này mình làm thì mình năng á. Cái này mình làm xong rồi mình nhúng lẩu mồng tơi rồi cũng được á ha bạn Khánh ha. Chủ yếu là pha tí bột năng nữa cho nó ngon nha. Thơm miếng bún à. Đây cho anh Bơ thử nghiệm đó. Thử nghiệm trước cả cá cả nha. Còn với bún. Uy tín nè. Nói chung là chiên lên cái nó có cái độ giòn giòn rồi béo béo rồi ha. Cá này nó hơi xương thôi nhưng mà cũng được, nói chung xương này cũng được. Không tới nổi đâu anh Bơ. Chắc là chưa rồi cả nha. Anh em ai cũng đói bụng hết rồi. Nhìn anh Bơ ăn là thấy đói bụng luôn á. Bơ mới gỡ hết cá liệt hơi đuối anh Bơ ha. Cái cảm giác mà đói bụng xong rồi ăn quay phim nhìn nó ngon nữa. Thầy mời cả nhà dùng bún nha, dùng bún với anh em mình nè, nặng tắt rồi nè, chưa rồi này, một giờ rồi cả nhà định nấu nướng mà sáng bà chị bà nấu cái nào bún nè, giận chiên, quá hả? Mình chiên chả cá luôn mình ăn bún, thì mới nấu còn là thịt heo không mà với xương không mà mình bỏ chả cá vô ăn nữa để ngán, chèn bấm vô quá hỏi nó tối rồi cả nhà ơi. Thì chả cá thích chả cá cả nhà xem nha. Chiên gì ăn đã hơn mà khác. Ăn thịt nhiều quá ha. Chưa ăn không? Ngon quá. Ăn đó ăn đã. Cái nào? Ngon ghê, nấu chị Tiên nấu ngon. Cái này kìa. Cái cá này á nó nhìn nó có nó, nếu mà cái cá này làm chiên lên nhìn nó giòn 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 ăn đó. Nó kiểu giống như là nó có độ béo ha. Xong rồi ngoài giòn trong béo nhưng da thì nó ít da nó tưng tưng. Nếu mà mình quét thêm nữa nó cũng không dai được nữa đâu ha. Chỉ là bỏ thêm bột năng á nó mới dai thôi. Năng cho nó dai thêm nữa. Cái này mình bằm bằng tay nó cũng còn xương lắm, lại bằm nguyên con nghe nha. Nếu bỏ vô cái cối xay á nó nhuyễn xương ra. Nhuyễn xương đúng rồi. Nhưng mà có nhiều người á thích ăn để xương xương hơi hơi xương xương vậy đó. Nhưng mình á mình cũng thích ăn xương vậy nè. Người ta đâu có thích ăn xương xương nha. Ăn nó sực sực sực. Tại xương này cũng không làm cho mình sập cổ đâu. Đúng rồi, xương nó nhỏ. Nguyên cục luôn cả nhà. Cảm ngon quá. Cho nguyên cục luôn. Úi giời ơi. Nóng à. Đã. Nóng quá. Này á làm tô bún ở trong này rồi. Nước tương tỏi ớt ha, bún bằm leo rồi đó. Cá đồ sắc vô. Béo.
Thật luôn. Đó ạ. Mùi có cá liệt đã ha. Nói chung cái này chúng mình ăn không hết là mình chắc là mình mang đi kho cà luôn, súp cà luôn á. Cái này sốt xong mình chan lên giống như bữa đúng không bạn? Nè kho, nè cá này kho chứ không sốt. À giống như là mình kho cho nó rút vô luôn. Cá này kho vô ăn ngon. Nó quá ngon. À, nghĩ mình bởi có cái xanh đốn xay nữa thất bại. Vâng. Không bằng hả? Thấy không? Thất bại không? Nó cho thêm tí thịt nữa, thịt mỡ mỡ ha. Đúng không? Béo. Cho thêm tí thịt mỡ vô nữa ha. Hết xô dắt luôn. Nhỏ mà có vỏ. Làm hết mình cục nào quá. Hồi nãy anh em mình kéo tưởng đi đánh chơi sơ ai về quá trời luôn. Mùa vô mùa cái này rút. Nào ra quay vậy cũng có đồ mang về ăn cả nhà. Nói chung mà bữa nay đánh cũng hơn mà đúng không, kéo ra nhiều chứ quá trời luôn. Này cũng chuẩn bị mua đồ rau ra nấu canh vậy nè. Có nồi bún xào, nồi bún ế nè. Nói chung là cái nghề nồi cả nhà, cái nghề YouTube này nó ăn không luôn á. Vậy cả nhà tùy duyên lắm, cái liệt ăn không luôn. Nhiều khi giống như anh em mình, nhiều khi bữa mục đích thì đi kiếm cá này đánh hay là câu cá này mà là không ra, mà ra cái câu chuyện khác. Khánh cái lúc mà không nghĩ tới việc đó nó thành clip thì nó lại ra vậy á, kiểu như là vạn sự tự duyên. Đúng rồi, vạn sự tự duyên á, kiểu vậy á. Duyên mình gặp mà cái gì ăn đó luôn á. Nên anh em mình cũng ráng làm clip vừa xem vừa giải trí cho cả nhà này kia. Chung cũng là những cái thứ ở trên sông nước này nha cả nhà. Chung ăn nhiều chả cá, mà ăn chả cá thì nó lạ gì đó. Béo, dì dai. Ăn cái mùi nó cũng mùi đặc trưng. Thì sớm giờ anh em mình ăn xong rồi nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị là xin chào cả nhà nha. Rồi để có dịp khác mình làm nhiều tiết mục hay hơn nữa cả nhà. Cả nhà cứ nhớ theo dõi mà like ủng hộ cho kênh của mình nha cả nhà. Cứ cả nhà mà để những muốn mình nấu những món ăn gì á, cứ comment bình luận đi. Rồi mình hứa sẽ nấu theo những cái món mà cả nhà yêu cầu vậy đó. Rồi, thì, rồi chào cả nhà nha. Lại cả nhà mấy clip sau nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha.